cho mấy anh em đã đến với Tùng Audio Hải Dương, lên sóng ngay cho em phiên bản Lexo thôi, bởi vì hôm nay bên cả anh em bắt đầu lên đường để phụ anh em tiếp tục đấy ạ. Với phiên bản Lexo X88 thì bên cả anh em đã về lô hàng rất là lớn để phụ anh em, và giá thành thì vẫn không thay đổi, và trong khi thị trường bắt đầu có sự chuyển biến về giá thành rồi thì bên cả Tùng Audio vẫn quyết định để với mức giá tốt nhất cho anh em, đó là 1.100.000 đồng. Trong đó thì bên Tùng đã bao ship và tăng thêm dây rắc để các anh em có thể ghép trực tiếp vào dàn máy âm thanh gia đình. Và biết công dụng của lâm tiếng gì ạ? Lâm tiếng nhạc, lâm tiếng mic, hiệu quả của rối động, đó là những gì mà Lexo X88 Plus có thể mang lại cho em, cho phòng phòng hát gia đình này. Và chúng ta đi làm sự kiện chuyên nghiệp thì cần có cái lâm tiếng để có một chế độ nhạc nghe hay hơn, nghe bass trung chép hiệu quả hơn, căn chỉnh dễ dàng và đơn giản hơn. Và bên cửa hàng nhà em thì hiện tại vẫn đang để giá sỉ là số lượng lớn phục vụ anh em nhé. Nếu anh em nào mua lẻ về chúng ta chơi ghép đốt vào phòng hát gia đình, liên hệ trực tiếp Bình Tùng Audio để có giá tốt nhất 1.100.000 đồng. Ngoài ra thì anh em đại lý lớn chúng ta muốn nến lấy số lượng thì hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp Bình Tùng Audio. Ngay bây giờ thì cùng với em trải nghiệm hình thức giao diện, tính chất lượng âm thanh và các tính năng đến từ Lexo X88 nào. Phiên bản này thì không còn xa lạ gì với anh em nữa cả, đặc biệt là về những tháng cuối năm thì phiên bản này đang quá là hot rồi. Hôm trước thì bên có anh em mà mới lên sóng được về hàng thì được có chưa đầy một tuần mà đã hết sạch hàng các bạn. Phiên bản này anh em lựa chọn chơi nhiều quá, và hiện tại thì con này vẫn đang là một trong những phiên bản lâm tiếng rất là hot. Đầy đủ tính năng, phiên bản màu đen với các chế độ tính năng thì vô cùng đơn giản dễ sử dụng. Chế độ giải bát, giải lời hay chép, hay là chế độ nhạc để các bác em có thể chỉnh 4 tính năng, nhớ cho em, dạy bass, dạy tiếng, chế độ nhạc và dạy chép, 4 tính năng căn chỉnh với loa bên trái. Tức là anh em có thể căn chỉnh được loa trái này, và anh em căn chỉnh được loa phải với các tính năng. Bên phải cũng vậy, có các tính năng như là dạy bass, dạy tiếng, chế độ nhạc, dạy chép, âm lượng tổng có thiết kế đèn F hai bên. Rồi có anh em có thể tăng giảm âm lượng với loa trái và loa phải cách riêng biệt nhất. Khi mà chúng ta ghép một con lâm tiếng vào phòng hát đình ấy, anh em sẽ thấy ngay đó là cải thiện về giải bát trung chép như thế nào, vô cùng tuyệt vời và dễ dàng sử dụng, dễ dàng sử dụng các phím chức năng để có cho mình một chất lượng âm thanh hoàn chỉnh tuyệt vời nhất, kể cả lâm tiếng mic. Với Lexo X88 có thêm chuyển đổi tần số từ 50 sang 100 Hz. Cái nút này, cái nút đỏ đỏ tính năng góc tay phải màn hình của anh, tay trái màn hình của ba anh em ấy, là toàn cái tính năng này sẽ kích hoạt trực tiếp vào cái giải bát. Khi mà chúng ta bật cái tính năng chuyển sang chế độ 100 ấy, thì cái tiếng bass đánh ra cực kỳ là căng, lực khỏe, nghe nó chắc tiếng lắm. Khi các anh em trải nghiệm qua sẽ thấy ngay. Và thêm một cái nút rất quan trọng, em nhắc cho anh em khi chúng ta sử dụng lâm tiếng là phải nhấn vào, đó là nút in bass. Một cái nút có thể nói là như một cái công tắc nguồn thứ hai vậy. Nếu như chúng ta nhả ra như thế này, tức là đèn tắt, thì không khác nào là các anh em không sử dụng lâm tiếng cả. Bởi vì khi mà các anh em sử dụng lâm tiếng, nhấn in bass để nó thông qua lâm tiếng để nó kích tiếng nhạc lên. Còn đã nhả ra rồi thì các tính năng dường như không có tác dụng nữa. Khi chúng ta nghe nhạc thì nó sẽ ở chế độ trạng thái hoạt động thông thường thôi. Còn đã nhấn vào lâm tiếng là các bạn sẽ thấy ngay đó là sự cải thiện về chất lượng âm thanh, đặc biệt là phần nhạc hay là phần mic. Và thêm Lexo X88 thì có thêm hai cái chế độ sử dụng shop để anh em có thể sử dụng. Rất nhiều anh em hỏi em hai phím tính năng này dùng để làm gì thì em nhắc lại cho anh em luôn ở trên video ngày hôm nay. Đầu tiên đó là chế độ cắt tần số, và thứ hai nữa là âm lượng tổng to nhỏ của shop khi chúng ta ghép nối chế độ shop ao ở mặt sau đường cá lông hoặc là đường dây hoa sen. Và đây là toàn bộ thiết kế phía mặt sau cho anh em lấy nhạc, có USB này, đường cổng quang hiện đại này, đường Bluetooth 5.0 cho anh em này, hay đường cổng tín hiệu trắng đỏ truyền thống cho anh em ghép nối nhạc. Đấy, lấy tín hiệu nhạc từ TV, máy tính hoặc điện thoại. Có 4 cổng ca lông in out cho anh em sử dụng ghép nối sang các vị khác như là lâm cấp vào âm ly, ghép nối đầy liền vang, ghép nối vang, hay là ghép một loạt cái loa kéo để chúng ta có thể lựa chọn sử dụng. Ok, và bây giờ thì cùng em lắp tai nghe vào và trải nghiệm âm thanh của mỗi sản phẩm hơn 1.000.000 đồng, chính xác là 1.100.000 đồng mỗi lâm tiếng rất là hot Lexo X88 nhá. Trong quá trình test em cũng sẽ nhấn rất nhiều lần để lúc đi máy bát để các bạn thấy cái sự khác biệt của con lâm tiếng khi ghép vào phòng hát là như thế nào. Đây là chế độ không qua lâm tiếng này, ta qua lâm này tiếng lớn hơn đúng không ạ, phát cảnh cũng căng hơn, không qua này giảm ngay lập tức, qua lâm tuyệt vời đúng không ạ. Cái chế độ bass trung chép em đứng gần loa để em trải nghiệm được ngay tính chất lượng âm thanh nó đang lại cái hiệu quả cao hơn từ giải bass hay là giải lời, thậm chí là giải chép.
nó đẩy loa full lên cao trào nhất cho anh em có một cái giải bass đánh ra lực tăng khỏe hơn, nghe cảm giác nó sôi động hơn nhiều. Thêm nữa là giải lời lại tự tin nghe cái giọng nó cao thót thót lên, à, hay chạy chép nó sáng hơn, anh em nghe nhạc thêm cái chế độ nhạc nghe nhiều giải len keng hơn, rất là khoan khoái, rất là sôi động và rất là bay bổng với những gì mà Lex Soul 88 có thể mang lại được cho phòng hát đình. Em nghĩ đây là một trong những cái thiết bị rất là cần thiết cho anh em muốn cải thiện về chất lượng âm thanh, đặc biệt là phần nhạc hay là phần mic. Hãy lựa chọn ngay cho em phiên bản Lex Soul 88 bởi vì đây là một trong những mẫu phiên bản được rất nhiều anh em người tiêu dùng anh em tiêu dùng và đánh giá cực kỳ cao. Và hiện tại thì giá thành thì bên em đang để ở mức giá có thể gọi là hời nhất cho anh em khách hàng rồi, 1.100.000 đồng, trong khi các cửa hàng khác họ đều lên giá. Bên em Tùng vẫn giữ nguyên được mức giá khuyến mại tốt nhất. Và ngoài ra, với những em đại lý chúng ta cần mua số lượng lớn, hãy đến với Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại bên dưới màn hình 0979629336 để có ngay một mức giá hấp dẫn nhất với anh em đại lý nhé. Còn anh em mua thiết bị lẻ đến ngay với em Tùng để nhận được chế độ bảo hành đến tới 1 năm và yên tâm sử dụng, nhận hàng, kiểm tra từ chúng ta sau với phiên bản lâm tiếng rất là chất lượng Lex Soul 88. Video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio. Xin chào các bác.